Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ nhận các bạn lập trình Python trên Visual Studio Code ha. Rồi, thì bước đầu tiên mình sẽ cài đặt Visual Studio Code Các bạn sẽ truy cập vào trang chủ của Visual Studio Code với đường dẫn là code.visualstudio.com Sau đó thì các bạn sẽ tải xuống phiên bản phù hợp với hệ điều hành Thì các bạn xài hệ điều hành Windows hoặc là macOS hoặc là Linux thì các bạn sẽ cài đặt tương ứng phiên bản phù hợp với hệ điều hành của mình Sau đó thì các bạn sẽ chạy tệp cài đặt và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt ha. Rồi mình sẽ đi vào thao tác nè. Đầu tiên là mình sẽ truy cập vào trang chủ của Visual Studio Code ngay tại đường dẫn này ha. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ bấm vào nút Download for Windows. Thì nếu mà bạn nào dùng macOS hoặc là Linux thì nó sẽ hiển thị là Download for macOS hoặc là Linux thôi. Còn để chắc ăn hơn thì các bạn sẽ bấm vào cái nút sổ xuống ở đây nè thì nó sẽ có 3 phiên bản cho các bạn lựa chọn thì các bạn sẽ download phiên bản ngay tại cái cột stable của mình ha. Thì phiên bản này nó sẽ ổn định hơn. Rồi thì các bạn nhấn vào cái icon tải xuống tương ứng với cái phiên bản hệ điều hành của mình ha. Rồi ở đây thì mình sẽ nhấn vào download for Windows. Rồi lúc này nó hiển thị lên hộp thoại là hỏi mình muốn lưu cái tệp cài đặt Visual Studio Code này ở đâu. Thì các bạn tùy chọn chỗ lưu ha. Rồi sau khi mà các bạn đã chọn được cái chỗ để lưu trữ nó rồi Thì các bạn sẽ nhấn save để lưu lại thì ở đây mình đã có tải về rồi cho nên là mình sẽ nhấn cancel ha rồi bây giờ thì mình sẽ mở cái trình cài đặt lên thì lúc này chúng ta sẽ chọn qua accept ha rồi mình sẽ nhấn vào nét và ở đây có một số cái tùy chọn thì khi mà chúng ta mới bắt đầu học chúng ta chưa biết gì á thì những cái tùy chọn này chúng ta cứ để mặc định như nhà phát hành họ đã chọn sẵn cho chúng ta thôi và cái quan trọng là mình sẽ create một cái desktop icon ha để cho mình chạy phần mềm Visual Studio Code cho nó dễ rồi mình sẽ nhấn Next và ở bước này á các bạn chỉ cần nhấn Install thôi là nó sẽ cài đặt Visual Studio Code cho các bạn rồi sau khi đã cài đặt xong á, thì có thể là nó sẽ hỏi các bạn muốn mở Visual Code ngay hay không thì các bạn muốn mở ngay để xem cũng được ha rồi thì do là mình đã cài đặt rồi cho nên là mình bấm Cancel nè rồi nhấn Yes còn các bạn thì cứ nhấn Install như bình thường ha rồi lúc này á thì mình sẽ đi đến phần cài đặt Python các bạn sẽ truy cập vào trang chủ của Python này với đường dẫn là python.org sau đó là tải phiên bản Python mới nhất và trong quá trình cài đặt thì các bạn đảm bảo rằng đã chọn cái tùy chọn đó là add python to path rồi sau khi cài đặt hoàn tất thì các bạn sẽ kiểm tra bằng cách là mở cmd hoặc là mở terminal trên macOS Linux và nhập python trừ version để xác nhận rằng là python đã được cài đặt thành công rồi thì đó là sơ lược qua các bước cài ha Bây giờ thì mình sẽ truy cập vào cái trang chủ của Python và các bạn sẽ ghi chuột vào một download này. Rồi các bạn chọn vào cái phần download for Windows này có cái nút nó để tên là Python 3.11.3. Thì lúc này đây là cái phiên bản mới nhất ha. Thì chúng ta chỉ cần lít vào cái phiên bản này là nó sẽ tự động tải về phiên bản Python mới nhất cho chúng ta. Thì trong máy mình cũng đã có tải về rồi. Cho nên là mình sẽ nhấn cancel luôn ha. Rồi lúc này thì mình sẽ mở trình cài đặt của Python lên. Các bạn open cái tẹp mà hồi nãy các bạn vừa tải về thì các bạn sẽ có được cái trình cài đặt này. Và chỗ này lưu ý là các bạn sẽ nhấn vào Add Python to Path để các bạn có thể sử dụng được những cái dòng lệnh của Python. Còn các bạn không add vào là không sử dụng được ha. Thì các bạn coi những cái tutorial trên mạng thì người ta thường dùng dòng lệnh Python thì các bạn không add vào thì sẽ không sử dụng được như những cái tutorial đó. Rồi lúc này thì mình cũng sẽ chọn quyền admin khi mà cài đặt Python luôn. Rồi mình sẽ nhấn vào install now. Rồi các bạn cứ đợi nó cài đặt như bình thường thôi. Cũng rất là đơn giản ha. Rồi khi mà nó hiển thị ra giao diện như thế này có nghĩa rằng là các bạn đã cài đặt thành công. Bây giờ thì mình sẽ nhấn vào nút close ha. Rồi để kiểm tra Python có cài đặt thành công ngay tại máy mình hay chưa. Và mình có thể chạy được những cái tệp Python hay chưa. Thì mình sẽ vào CMD ha. Các bạn gõ tại phần khung sạch của Windows là CMD. Rồi lúc này chúng ta sẽ nhấn vào đây. Rồi mình sẽ gõ nè, Python trừ trừ version enter. Thì lúc này nó hiển thị ra Python 3.12.3, có nghĩa rằng là chúng ta đã cài đặt Python thành công ngay tại máy Windows của mình. Và đối với máy Mac hoặc là máy Linux thì các bạn cũng thực hành như thế này ha. Cái khác là chúng ta xài terminal thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi đến phần tiếp theo. Đó là mình sẽ cài extension Python của Microsoft vào trong Visual Studio Code này thì các bạn sẽ tiến hành mở trình soạn thảo Visual Studio Code lên ha. Rồi các bạn sẽ nhấp vào biểu tượng extension trên thanh bên trái nè thì nó sẽ nằm ở đây ha. Hoặc là các bạn có thể nhấn cần cho Shift X hoặc là trên macOS thì các bạn nhấn CMD Shift X rồi trong thanh tìm kiếm thì các bạn sẽ nhập Python và các bạn sẽ tìm tiện ích Python của Microsoft phát triển trong danh sách kết quả tìm kiếm sau đó các bạn sẽ nhấn vào nút Install bên cạnh tiện ích Python. Sau khi cài đặt hoàn tất thì các bạn có thể khởi động lại Visual Studio Code để tiện ích nó hoạt động hoàn toàn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành thao tác ha. Bên phía bên tay trái thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần Extension. Rồi các bạn sẽ search giùm mình Python. Rồi các bạn đợi xíu ha. Nó sẽ tìm kiếm những cái Extension có từ khóa là Python. Thì các bạn sẽ chọn vào Python của nhà Microsoft này. Thì lúc này mình đã cài đặt rồi cho nên nó hiển thị ra nút Disable và nút Uninstall. Còn đối với những extension mà chưa được cài đặt á, thì nó sẽ hiển thị như thế này ha. Đây, có nút Install ở đây. Thì các bạn sẽ bấm vào nút Install như mình. Và các bạn không có cài cái này ha. Các bạn cài Python của Microsoft nè. Rồi sau khi cài xong á, thì các bạn cũng sẽ thấy nó hiển thị ra giao diện như thế này. Có nút Disable và nút Uninstall. Rồi các bạn sẽ tắt đi ha. Rồi mình sẽ xóa từ khóa Python đi. Và lúc này trong cái mục installer thì đây là cái mục những extension mà chúng ta đã cài đặt thì các bạn thấy trong đây mình có Python, này, Python Debugger và Python thì khi mà chúng ta cài extension Python của Microsoft thì nó sẽ tự động cài Python và Python Debugger luôn rồi như vậy là chúng ta đã có đầy đủ các công cụ để có thể tiến hành lập trình với Python trên Visual Studio Code rồi ở đây thì mình đã có liệt kê một số tính năng hữu ích của extension Python cho các bạn tham khảo thì lúc này nó cung cấp cho chúng ta tính năng gợi ý mã auto -like và thông tin về các phương thức thuộc tính và các biến trong bài thân này rất là thuận tiện khi mà chúng ta đang code mà chúng ta không nhớ rõ cái tên đầy đủ của phương thức hoặc là cái thuộc tính đó rồi nó cũng giúp chúng ta biết mã nhanh và chính xác hơn rồi nó cũng hỗ trợ cho chúng ta tính năng debugging ha thì đây là cái tính năng gỡ lỗi thì mình sẽ có một cái video khác để làm rõ về cái tính năng này thì các bạn có thể đọc tạm những cái tính năng đó ngay tại đây ha. Rồi, nó cũng hỗ trợ cho chúng ta kiểm tra mã nguồn, tìm các lỗi tìm mẫu và cảnh báo về các vấn đề liên quan đến cú pháp cũng như là kiểu dữ liệu. Thì khi mà các bạn code á, chỗ nào viết sai biến hoặc là cái biến nó không tồn tại á thì nó cũng cảnh báo lên cho chúng ta và một số cái tình huống khác nữa ha. Rồi, nó cũng hỗ trợ tinh nè và hỗ trợ luôn cái phần Jupiter Notebook. Cái phần này có nghĩa rằng là nó sẽ cho phép mở và chỉnh sửa cũng như là chạy các tẹp ở dạng là jupiter notebook là cái đuôi này ha cái tên đuôi nó cũng tương đối là dài á. thì đối với cái jupiter notebook này bạn nào mà học về phân tích dữ liệu hoặc là về khoa học dữ liệu á, thì sẽ biết những cái tẹp này ha rồi ngoài ra thì nó hỗ trợ chúng ta quản lý các môi trường ảo và các môi trường bay thân khác nhau một cách dễ dàng và nó cho phép chuyển đổi giữa các phiên bản Python thân khác nhau và các môi trường phát triển một cách linh hoạt thì ví dụ trong máy của chúng ta có nhiều phiên bản Python á, Thì nó giúp chúng ta quản lý các phiên bản đó Cũng như là chuyển đổi giữa các phiên bản một cách dễ dàng Hoặc là chúng ta tạo nhiều môi trường á, Thì nó cũng hỗ trợ chúng ta quản lý các môi trường đó nè Rồi có phần Testing và phần Refactoring nữa ha Thì những cái phần nào mà mình chưa có đi chi tiết á, Các bạn có thể đọc ở trong đây Và các bạn có thể lên Google hoặc là Youtube để tìm hiểu thêm cũng được Thì sau này mình sẽ có những cái video để làm rõ những cái tính năng này ha. Thì sắp tới sẽ là cái tính năng debugging. Rồi mình sẽ đi đến phần 5 ha. Đó là cấu hình Python Interpreter. Thì mình sơ lược qua là mình sẽ mở Visual Code và mở một cái thư mục hoặc là tạo tệp Python mới. Rồi lúc đó mình sẽ nhấn Ctrl Shift B hoặc là trên Mac OS thì mình nhấn CMD Shift B. Rồi mình sẽ nhập Python Select Interpreter và chọn cái phiên bản Python đã cài đặt. Có nghĩa rằng lúc này nếu mà bạn nào cài nhiều phiên bản Python trên máy hoặc là có nhu cầu xài nhiều phiên bản khác nhau thì chúng ta có thể sử dụng tính năng này rất là hữu ích ha. Mình có thể chọn nhiều cái phiên bản Python khác nhau trên cùng một cái máy tính. Ví dụ như là Rosetta A thì các bạn xài phiên bản Python này. Rồi Rosetta B thì các bạn bắt buộc phải xài cái phiên bản Python này. Thì nó cũng giúp chúng ta quản lý và chọn cái phiên bản đó. Rồi, mình sẽ mở cái phần Explorer trên Visual Studio Code ha. Rồi lúc này thì bạn nào chưa có biết cách để open folder thì mình cũng chỉ luôn ha. Rồi mình cũng sẽ nhấn vào file và nhấn vào open folder. Thì lúc này các bạn sẽ tạo dùm mình một cái folder mới ha. Ví dụ đi, mình tạo một cái folder mới tên là demo chẳng hạn. Thì lúc này các bạn có thể chọn vào cái folder này để các bạn bấm vào select folder ha. Còn ở đây thì mình đang làm việc với cái folder là Visual Code Python nè. Rồi mình nhấn vào thì do là mình đang đứng ở cái folder này cho nên là nó không có thay đổi gì cả còn bạn nào mà chưa có chọn folder thì chắc chắn rằng có sự thay đổi hết rồi trong cái folder này thì mình có 3 file hai file cài đặt python và visual code một file là file outline mình đang trình bày với các bạn nè rồi bây giờ thì mình tạo một cái file python hết. ví dụ như mình tạo file main py đi rồi lúc này á, thì mình sẽ nhấn Ctrl Shift B rồi mình sẽ sạch Python và select rồi thì mình chưa gõ đầy đủ nữa Nó đã hiển thị ra Python Select Interpreter Thì các bạn chọn vào đây ha Rồi trong máy của mình á, thì hiện tại có hai phiên bản Python Một phiên bản là mình mới cài đặt nè Còn một phiên bản là trong cái phần mềm Anaconda mà mình cài đặt Thì Anaconda bạn nào mà học phân tích dữ liệu hoặc là khoa học dữ liệu á, thì sẽ biết cái này ha Thì lúc này mình sẽ chọn vào phiên bản Python mới cài đặt ha Rồi Bây giờ thì mình có thể viết những cái đoạn code và có thể chạy được những cái dòng code Python trên máy của mình được rồi. Rồi mình đi đến phần tiếp theo, đó là cấu hình và chạy tập lệnh Python. Thì mình sẽ viết một cái mã Python trong tẹp nè, ví dụ như là ring hello world, sau đó mình lưu tẹp, nhấn cần trên S nè, hoặc là trên Mac thì cmds, sau đó mình sẽ nhấn run Python file phía trên bên phải Visual Code hoặc là nhấp chuột phải vào tẹp và chọn run Python file in terminal. Rồi thì mình sẽ vào file Python vừa mới tạo và mình run Hello World. Rồi mình sẽ cần chân ếch để sale lại. Bây giờ thì mình chọn cách đầu tiên. Đó là bấm vào cái nút run Python file phía trên bên tay phải. Nhấn vào. Thì lúc này các bạn thấy ha. Ngay lập tức nó in ra cho mình dòng chữ là Hello World. Bên cạnh đó mình còn một cách nữa là nhấp chuột phải vào file Python mà mình vừa mới tạo nè. Rồi mình nhấn vào run Python file ở đây hết nhấn vào lúc này của hiển thị ra hello world thì mình thấy cái cách thứ nhất á, thì nó sẽ gọn hơn ha nó hỗ trợ cho chúng ta cái nút trên ở đây luôn còn ngoài ra thì mình cũng còn một cái cách nữa thì mình sẽ gõ là python nè và mình sẽ gõ cái tên file đó là main b rồi mình enter một cái rồi lúc này nó nói rằng là chúng ta không thể nào sử dụng được những cái dòng lệnh python ngay tại cái phần terminal này thì nó chưa hiểu python là gì á thì bây giờ các bạn sẽ tắt visual code giùm mình ha Tắt xong và chạy lại. Rồi thì mình vừa tắt Visual Code và chạy lại ha. Bây giờ thì mình sẽ mở Terminal lên. Bạn nào mà chưa biết mở Terminal Thì mình sẽ chỉ ha. Các bạn sẽ nhấn vào nút Control. Và cái nút dấu ngã. Ngay kế cái số 1 của mình á. Nó vừa có dấu ngã và vừa có cái dấu quyền ở ngay cái nút á. Rồi mình sẽ bấm vào. Thì nó yên thị lên Terminal của mình nè. Rồi mình còn một cách để chạy file Python nữa. Đó là Python. Và mình gọi ra tên file. Đó là main.py. Enter thì lúc này nó cũng in ra cho mình hello world và các bạn thấy ha do là cái phần terminal nó đang đứng ở cái folder là visual code gạch python cho nên mình gọi python main bi thì nó chạy được cái file này tại vì cái file main bi đang nằm trong folder visual code python nè còn nếu mà ngay tại terminal của các bạn á phần dòng lệnh của mình đang không đứng tại folder này thì các bạn không thể nào mà chỉ gõ đơn giản python main bi được ha phải có cái đường dẫn đi đến cái file này nữa thì qua folder YouTube, qua folder Visual Studio Code Python thì mới đến được cái file này. Thì cái này bạn nào mà học về Linux á, hoặc là sử dụng nhiều máy OS Linux á, thì mới biết được cái vấn đề này ha. Còn thì cách đơn giản nhất để chạy là chúng ta sẽ bấm vào cái nút run Python file trên đây. Thì đó là cách dễ nhất ha. Rồi mình cũng có một số thứ ví dụ như là một cộng 3 đi. Rồi mình nhấn Ctrl S để sale lại. Và mình nhấn vào bài python file đó thì lúc này nó in ra là 4 rồi mình sẽ đi đến nội dung tiếp theo ha mình sẽ tắt terminal đi và lúc này thì mình sẽ nhận các bạn sử dụng trình quản lý gói Bách kịch manager thì phần này là phần mở rộng thêm của mình ha để cho các bạn biết cách để cài đặt các thư viện và các gói mở rộng cần thiết cho python đó. thì trong cái phiên bản bài thân này chúng ta mới cài đặt á, thì sẽ có rất là nhiều thư viện và rất là nhiều phần để hỗ trợ chúng ta lập trình ra một cái phần mềm hoặc là một cái tool gì đó tuy nhiên là một số thư viện thì nó chưa có được cài đặt vào thì ở đây mình cũng chỉ các bạn cài đặt ha rồi mình cũng sơ lược qua các bước rồi chúng ta sẽ sử dụng pip để cài đặt các thư viện và gói mở rộng cần thiết mở terminal trong vstudio code và tiếp theo chạy lệnh pip install và tên gói thì lúc này chúng ta phải đảm bảo rằng đang cài đặt gói vào đúng môi trường ảo hoặc là môi trường toàn cục đang sử dụng rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển qua file main này thì rõ ràng là mình đang đứng ở phiên bản Python 3.12.3 các bạn nhìn dưới góc phải của màn hình nó hiển thị lên cái phiên bản Python này. và kế bên cũng hiển thị ra cái ngôn ngữ mà chúng ta đang sử dụng rồi ví dụ đi ở trong máy của mình thì chưa có cái thư viện Matplotlib là một cái thư viện vẽ biểu đồ hỗ trợ cho Python thì lúc này mình sẽ mở terminal lên hết rồi mình sẽ dùng bip và cú pháp sẽ là install và tên của thư viện hết ví dụ như là Make Lock List. Sau đó các bạn sẽ nhấn Enter để cài đặt. Hoặc là mình muốn xài cái thư viện Request thì mình sẽ gõ Pip Install Request và cũng nhấn Enter để cài đặt. Rồi bây giờ thì mình thử nhấn Enter rồi. Và do trong máy của mình đã có cái thư viện này rồi. Ok, mình sẽ cài đặt Pip Install Make Lock List chẳng hạn. Rồi mình sẽ Enter. Rồi thì lúc này các bạn thấy nha, giao diện này là giao diện mà nó đang tải những cái Thư viện và những cái công cụ mà chúng ta yêu cầu nè. Rồi mình xem hết. Lúc này thì nó vẫn đang cài đặt cho chúng ta. Và khi mà nó hiển thị ra cái phần. Để chúng ta có thể gõ tiếp dòng lệnh như thế này á. Có nghĩa rằng là nó đã chạy xong rồi ha. Và chúng ta xem cái thông báo của nó. Thì rõ ràng là nó báo cho chúng ta là đã cài đặt thành công rồi nè. Còn có một số trường hợp không cài đặt thành công á. Thì nó cũng thông báo ra đây luôn. Và nó cũng trả về cho chúng ta cái phần terminal. Để chúng ta có thể tiếp tục gõ những cái lệnh khác ví dụ như là chạy file Python hoặc là tiếp tục cài đặt một cái thư viện khác chẳng hạn thì đó là cách để chúng ta dùng bếp để cài đặt một cái thư viện nào đó bổ trợ cho Python thì những cái thư viện đó chúng ta có thể xem ở đâu thì một là chúng ta đang có theo những cái hướng dẫn những cái tutorial nào đó thì nó sẽ cho chúng ta tên thư viện thì chúng ta cứ lên Google và gõ tên thư viện thì nó sẽ ra một cái trang đúc của mình của thư viện đó thì nó cũng sẽ có chứa cái cú pháp để cài đặt vào thôi Đây hết Mình kéo xuống nè apt-get install python Thì cái này không phải ha Cái này là cài trên Linux Và mình thấy ở đây nè Có big install beautiful nè Thì mình copy cái này Rồi mình sẽ bỏ vào đây Và mình enter một cái Là tự động nó sẽ cài đặt cho mình thôi Và ở đây máy mình cũng đã cài đặt rồi Rồi bên cạnh đó Thì mình có thể vào cái trang mà nó chuyên chứa những cái thư viện, những cái rô set để bổ trợ cho bài thân. Đó là cái trang này ha. Đây, nó có cái đường dẫn như thế này. BIBI bi org nè. Thì chúng ta có thể search rất là nhiều thư viện khác. Ví dụ như ở đây mình search Pandas đi. Rồi mình enter một cái. Đó, thì ở đây cũng có những cái thư viện để bổ trợ cho mình trong quá trình phân tích dữ liệu nè. Thì mình có thể copy cái này để mình install trong cái phần terminal hoặc là mình có thể install ngay tại phần CMD cũng được ha. Đây nè, mình bỏ vào trong đây cũng được. Ok, như vậy là mình vừa mới hướng dẫn và thao tác cho các bạn xem cái cách để chúng ta có thể lập trình Python trên Visual Studio Code. Trong những video sau thì mình sẽ đi chi tiết hơn về những cái thủ thuật cũng như là những cái kỹ năng để chúng ta có thể lập trình Python trên Visual Studio Code một cách hiệu quả hơn. Các bạn có thể vào trang vươngquý.jvn.com để tham khảo ha. Đây, mình vào với trang vuiquý gmail com Thì trong cái trang này sẽ chứa cái thông tin của mình Cũng như là chứa cái phần video chia sẻ của mình Các bạn có thể vào đây và đấu xem những cái video chia sẻ của mình sắp tới ha Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video sau